cuối cùng rồi mình vẫn thế. Không chỉ em, không chỉ em. Bây giờ em và các bác nghe tiếng bát để thể hiện đúng chất âm của dòng loa mà đã có rất nhiều người đang dùng. Có thể nói là tuyệt vời không nhé, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn ạ. Phải nói là sạch sẽ, chi tiết, uy lực, mạnh mẽ. Đó là những gì mà hãng Motivity luôn làm cho người nghe nhạc và người chơi âm thanh những trải nghiệm mới và hấp dẫn. Trong clip này, Thành Nguyễn sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn là những người muốn sở hữu cho mình những thiết bị chính hãng. Và trước mắt quý vị và các bạn, Thành Nguyễn đang sử dụng một đôi loa bát 40 đến từ thương hiệu Motivity và một cục đẩy Motivity có model là MTV 800. Thì đây là hàng mới tinh các bác nhé, nhập khẩu chính hãng, chính ngạch. Do vậy các bác khi mà xem không cần hỏi đây là quay hàng bãi hay hàng mới. Đó là hàng mới tinh nhé, nhập khẩu nguyên thùng, nguyên hộp và nhập khẩu chính hãng do công ty MTV sản xuất. Thì ngay bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một. Tổng một cái bộ này các nhé, tổng một bộ đẩy vào loa có trị giá là 22 triệu, bao ship cho các bác. Đầu tiên em sẽ giới thiệu các bác về cái dòng loa 40. Thì đây là một dòng loa sử dụng bát 40. Đấy, tép kèn. Có thiết kế bên ngoài tương đối đẹp mắt. Đấy, thùng cân. Và được sơn bằng sơn sần. Rất đẹp đấy nhé. Hỗ trợ cho quá tất cả giá treo trên đầu. Rồi là ngang lưng và giá ba chân. Ở phía trước đó là một logo của Motivity. Và dưới là một logo màu đỏ của Motivity. Và xoay được 360 độ. Đó. Công suất đạt được của một quả loa này đó là 400W nhé, 400W thật. Do vậy nó có thể bao cho bác được cả một cái phòng có diện tích từ 35 đến 50 m² là ok. Một loa thôi nhé, lấy phòng gia đình đấy. Bây giờ em sẽ tháo sẵn ra để các bác phải xem. Về kích thước của quả loa nhé, về kích thước này thì cái độ rộng của quả loa này từ bên này sang bên này nó có độ rộng là 44, còn sâu từ ngoài vào trong này là 46 và cao là 69. Công suất là 400W một quả, tổng là 800W, đánh ở nội sở 4 ôm. Đây em sẽ báo rõ vậy, hàng chính hãng, hàng này là do hai nước hợp tác, thứ nhất là Italia và thứ hai là Mỹ
Và nước thứ ba đó là Trung Quốc, là Motivity, là công ty sáng lập lên và kết hợp với các chuyên gia nước ngoài. Tiếp theo là cổ bát các bạn nhé. Đây là cổ bát. Thì với những dòng loa xịn, nó hãng thì nó chỉ cần sử dụng những cổ bát không cần từ tua, bạn họng không cần tua. Cái quan trọng nhất đó là hiệu suất đầu ra, công suất và chất âm như thế nào mà được đôi loa thể hiện thôi, giúp cho người nghe nhạc nó sẽ được phấn khích hơn, hay hơn. Thì sử dụng một cái củ từ là khoảng 17 xương găng đúc nguyên khối và chấu kẹp loa bằng đồng. Và với dòng loa này thì trong hãng thông báo là nó sử dụng cái chất liệu từ là phai tổ nhá, cho vậy âm tinh nó rất là sạch sẽ và chi tiết. Đặc biệt với những dòng loa Motivity thì củ bát bao giờ hãng cũng tức là cũng cải tạo về một số giải để cho người nghe nhạc hay hơn. Ví dụ như của bát này thì nó sẽ tăng cường tiếng mát và giải trung cho cái đoạn tần, giải tần là từ 50Hz đến là 3kHz, tức là tăng cường GQ ấy, tăng cường cái này giúp cho người nghe nhạc rất là đã tai và ấm áp. Công suất của bát này là 400W, nội trợ 8 ohm nhé. Đấy, IDEA nhập khẩu trực tiếp tại IDEA. Thì bác biết rằng Italia là một trong các nước cung cấp rất nhiều cổ bát cho hãng như B3 rồi là CAF rất nhiều. Đây chính là cái họng đó, họng 76 họng lời. Con này đánh phòng hát được bao nhá, phòng hát cực tốt luôn, chơi ngoài trời được, chơi trong nhà được. Bởi vì công suất nó tương đối khủng, công suất thật bao nhá, tương đối khủng. Phòng hát mà các chỉ chơi hai đôi này thôi là ok. Thì giá cho đôi này chỉ có 14.500.000 bao nhá, là bao ship của hãng. Và dòng này là gân lụa tẩm dầu, gân lụa này là màu lâu đất bao nhá, màu lâu đất. Đấy, mang giấy và có gân, có sóng tròn để chịu lực, chịu đòn đánh đấy. Tức là đánh lực mạnh, tức là sống sẽ mạnh. Tức là vừa chơi nhạc vàng được con này, vừa audio được và vừa hát ok rất là hay. Đấy, ca bay. Và củ chắc là từ khoảng 14 đấy nhá. Họng này chắc chắn là tầm khoảng, em nghĩ họng này nó phải tầm 750, khoảng đấy đấy nhá. Và chắc cũng được nhập khẩu tại Italia. Công suất là 50W, nội trợ 4 ohm. Và nó rất tốt ở giải tần là 1.5kg đến 20kg. Italia, cổ chép rất đẹp đúng không ạ? Và cái thùng này sụn hai lỗ thùng phía trước và giá chân ở cắm ở sau này. Bác có thể nhìn phân tần nó rất là khủng không? Đấy, sử dụng phân tần gỗ phíp màu đen và có cả tem QC bát kiểm tra chất lượng sản phẩm. Và 1, 2, 3, 4 điện trở, một ống bút chống cháy là 5 và có 1, 2, 3 quân cảm để lọc nhiễu cho bát, lọc nhiễu cho chép. Sử dụng là 1, 2, 3, 4, 5, những tụ điện đắt tiền, những linh kiện đắt tiền. Do vậy âm thanh của dòng này rất trong trẻo, mà nghe tiếng bát đấy khi bé tí rất sâu ấy, phải rất sâu này, rất là sâu luôn đấy, nó gọn gàng và sâu, nó có uy lực để tiếp vào chung buổi sáng thì nó cũng đấy. Hàng chính hãng luôn nhá. Đấy, phần tần đây thì bọn em nhập về ấy, thì nhà máy yêu cầu là combo cả đẩy vào loa thì sẽ khai thác được rất nhiều chất âm của nó, tuyệt vời luôn. Bởi vì họ đã tính toán trở kháng mọi thứ bên trong. Thì đây là toàn bộ thông tin nội thất và bên ngoài mà em đã review một sản phẩm nhập khẩu chính hãng chính ngạch nhé. Ở phía sau dòng loa này thì nó hỗ trợ cho các bác là cái tem check QR của hãng và model của sản phẩm là MTV 15, và mỗi cái loa đều có series nhé. Đấy, series này công suất là 400W, nội trợ 8 ohm, và kích thước em đã thông báo rồi, hỗ trợ hai đường vào bằng jack logic đó, và hỗ trợ hai tay sách ở hai bên. Thùng loa rất là to nhé, rộng là 44, sâu là 46, cao là 69. Đấy, một đô la có trị giá là 14.500.000 bao ship. Bác bỏ ra 14.500.000 đồng thì bác sở hữu ngay một đôi loa chính hãng, âm của nó thì cực kỳ là hay. Đấy, rất hay luôn nhé, và rất chuẩn. Nếu so với âm con này B3, con này hơn hẳn B3 rất nhiều lần luôn nhé, nhiều lần về mọi cái phân tích nha, từ mọi vấn đề giải tần. Và tiếp theo em sẽ tiếp đó là cục đẩy Motivity. Thì đây là cục đẩy sử dụng hai kênh 800W một kênh, đánh ở nội trở 8 ohm. Còn nếu như các bác đánh ở nội trở 4 ohm thì nó là 1200W, còn đánh một kênh ấy thì nó lại trở thành là 2400W. Tức là với cục đẩy Motivity này các nhá, MTV 800 này, thì chơi liền lúc là chơi được hai đôi loa như này. Đấy, tức là mỗi kênh một đôi. Thì bác biết là cái tầm nó to đúng không? Tức là từ 17 là đánh được hai đôi, còn từ 100 thì bác đánh em một đôi 100 và đôi 30 từ 76 đánh được. Tức là ví dụ đôi kia đánh được một quả 30, quả 30, 40 đánh được. Đấy. Hoặc là hai đôi này, hoặc đánh cả súp đơn với nhá, 50 từ 220 hoặc 100, hoặc là từ
280 họng 125 thì đó là cục đẩy có một thiết kế rất là mặt, mặt của nó là CNC nguyên khối từ một cái miếng nhôm nhá, cao cấp này. Đấy. Và mặt nó chính là một cánh chim bồ câu, vừa là thoát khí vừa là trang trí công tắc ở giữa và có hai chân áp điều chỉnh cho hai cây, có các thông số như là power báo điện này, tín hiệu đầu vào này, clip này và protect bảo vệ. Và dòng này được sản xuất bao nhiêu cả loa này được sản xuất tháng 5 năm 2020 ạ. Đây nội thất bên trong thì nó sử dụng một cái biến áp rất to, đường kính khoảng tầm 20 dây đồng và rất là to và dày nhé, to và dày. Do vậy cái về cái lượng điện áp mà cung cấp cho cái bo làm việc là thoải mái, dòng không tụt đánh thoải mái nhé. Và trên thân đều có biểu tượng của Motivity, không thể nhái đâu nhé, này khá đồng số. Sử dụng 8 tốc độ nguồn 80V và 1500 mi. Đây là mạch chạy mạch class H bác nhé, class H chạy sổ của Mỹ và có cả cuộn dây lọc nguồn này, nhìn này. Đấy, tụ bảo vệ điện áp cao và có rất nhiều các cái điều chỉnh lưu và bôi dây buộc rất là trắng, hai quạt gió phía sau chạy rất là êm. Và dòng này nó sử dụng là 28 đèn công suất nhé, LGB kép. Thực ra sò LGB kép là một trong số rất khỏe ạ, chịu dòng lớn là 28 sò nhé, 1 2 3 4 5 6 7 14 28, điện trở thẳng tắp, bên mạch của nó màu đen và những điện trở 5 mạch màu quốc tế. Và sử dụng 1 2 3 4 5 6 12 24, tức 24 trong đó cả bố áp, cả lái, cả sò lái và bố áp MOSFET đấy. 24 cộng 28 này nó bao nhiêu? 40 này, 50. 30 này. 50 thế là nó rơi vào tầm 52 bác nhá. 52 sò cả bố áp tất cả mọi cái. Rất là khỏe luôn. Và phía sau cũng hỗ trợ hai đường vào, cả ca lông đực và cái đường ra, hỗ trợ cả rắc kẹp và rắc lưu trích. Thì đài này em đang chào giá là khoảng 7.500.000 đồng, tức là combo cả loa của đài này có trị giá là 22 triệu các nhá. Các mua lẻ em ăn lẻ, mua cả em ăn cả, tức mua loa cũng được, mua đẩy cũng được. Đấy. Và các mua cả bộ này có thể em giảm cho một chút ít. Cả combo này. Thì với những phong cách đẩy này, âm ra cực sạch và em khẳng định các bác sẽ hay hơn cả ra. Và các mua một bộ combo này không hay dùng trong một tuần em cho trả lại hàng. Ok chứ các bác? Khẳng định về chất lượng và khẳng định về đẳng cấp, độ bền quá cao, đẩy bảo hành 1 năm các nhá. Lỗi trong đổi mới. Mà theo hãng người ta nói là 2 năm thì phải. Nhưng mà em có làm chắc 1 năm ạ, cho nó chắc đi. Chứ đôi khi mà nó dài quá mình không làm được, rất là rách việc. Thì đẩy là 7.500.000, loa là 14.500. Tổng cộng combo cả như này là 2 triệu. Nhưng mà mua combo thì em sẽ giảm cho bác một chút nhé, để cho nó vui vẻ. Và cũng trong clip này, em sẽ test cho bác đài ở trong thành phố Hồ Chí Minh, một đôi loa và một cục đẩy như này, combo toàn bộ này bác nhá. Và ngày qua em tri ân đã bán giả cho bác được 2 triệu, là được 2 triệu nhá. Bởi vì là em tri ân mà, thứ hai là giới thiệu sản phẩm mà. Đấy, thì hôm nay em sẽ test lại của bản bác để cùng nghe nhá. Test duy nhất một máy tính thôi nhá, một máy tính này. Đấy, không liên quan gì đôi loa, không có gì hỗ trợ luôn. Không có cái gì hỗ trợ nhá. Bác nghe bản lại bản bát này. Anh rất là phê pha. Đây em mở trực tiếp không ạ? Em ghép nhạc bằng tiếng. Tiếng bát đánh rất sâu và lực, test thì sáng êm không chói. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140. Các bác mua thì vui lòng sẽ cọc trước em từ 500 đến 1 triệu, nếu mua lẻ mua cả thì 1 triệu đến 1,5 triệu nhá. Khi nhận được hàng bác có quyền kiểm tra test hàng, hàng chuẩn hàng đúng thì nhận hàng, thanh toán lốt số tiền còn lại cho em, không đúng trả lại hàng em trả lại cọc bác nhá. Thành viên chào các bác.